Cha là Thiên Chúa tình yêu, Cha đã kêu gọi và sai chúng con đi ra đi thực hiện hạnh định lòng thương xót của Cha cho đời. Xin hãy hồi sinh trong con đây, ước muốn dâng hiến cuộc đời này như Chúa Kitô đấng cứu đời, để làm vinh danh Cha và cứu rỗi thế giới. Xin Thánh Thần tình yêu hướng dẫn chúng con, từng cộng đoàn và cả hội dòng. Chúa ơi, xin Ngài ban cho chúng con ơn sống đơn sơ thanh bần như Đức Nữ Trinh, biết chu tâm hành động của Cha trên trần thế. Trong tình yêu bên biết vô thắng mọi sự, trong tay Chúa quan phòng. Cha là Thiên Chúa tình yêu, Cha đã kêu gọi và sai chúng con. Hôm nay chúng ta quy tụ với nhau nơi đây để cùng mừng sinh nhật nơi thiên quốc của Cha Thánh Gioan Đại Giáo. Khê Câu chúng con là một giáo họ đạo nhỏ thuộc xứ Đồng Chuối, nay đã được chia thành ba giáo xứ Trung Lương, Tiêu Hạ và Tiêu Thượng. Cậu bé Đạt đã được mẹ cho xuống nhà xứ Đồng Chuối để đi lễ. Được đi lễ gần Chúa, trong lòng cậu bé Đạt luôn được ao ước sống trong nhà Chúa. Một ngày cậu đã thủ thỉ với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cho con đi tu với cha nhé." Cậu ở với cha xứ đến năm 18 tuổi thì cha xứ gửi cậu đi học tại chủ viện của giáo phận Tây Đàng Ngoài đặt tại Vĩnh Trị. Đến tháng 2 năm 1798, thầy Đạt đã được lãnh chức linh mục. Năm ấy thầy vừa tròn 33 tuổi. Bây giờ chúng ta cùng nhau vui mừng, hoan hỉ với tiệc mừng sinh nhật của Ngài ngày hôm nay, với những cử điệu, những bài nhảy sôi động mà các bạn trẻ mang đến cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Người Samari đang đi dừng lại cứu người lâm nguy vì tha quên đi ích kỷ, yêu thương giữ trọn dưới dân. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi bên đường là người thân tình yêu thương, anh em của tôi trong đời là người thân tôi đơn đàng. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi lời Chúa nào thực thi. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi gặp Chúa và anh em. Người Samari tự dâm hành động chỉ vì lòng nhân, chẳng thương cho người lầm tư, không phân biệt lạ với quen. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi đơn nghèo là người cần được chở che, anh em của tôi âu sầu là người thật tôi vui à. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi lời Chúa nào thực thi. Hãy ra đi làm như người Samari,
bạn. Nơi chiến tranh hận đi kỳ, nhưng yêu thương giữ trọn dưới gian. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của hãy ra đi, làm như người Samari. Hãy ra đi, lời Chúa nào thương, lời Chúa nào thương thi. Hãy ra đi, làm như người Samari. Hãy ra đi, gặp Chúa và anh em. Hãy ra đi. Giáo họ Khê Câu, chúng ta hôm nay mừng hoan ca tổ chức ngày sinh nhật trên trời của cha thánh Gioan Đạo, quê hương của chúng ta vô cùng đặc biệt và rất là tự hào đối với dân làng chúng ta nói chung, cũng như là toàn thể giáo xứ chúng ta nữa. Chúng ta có cha thánh không phải là dễ, rất là khó, không phải ai cũng làm thánh được, nên là cha thánh của chúng ta đã ghi vào sử sách của thế giới, của xã hội hoàn cầu, nên là đó là niềm tự hào của giáo xứ giáo họ chúng ta. Chúng ta đồng hồ tràng hóa tay để chúc mừng cho giáo xứ giáo họ Khê Câu của chúng ta. Vâng, và cái ngày vui hôm nay thì để cho buổi hoan ca mừng vui cha thánh của chúng ta, là cũng là thần hoàng làng của áo họ chúng ta nữa, nên một lần nữa chúng ta nộp một tràng pháo tay nữa. Vâng, thì cũng lâu lâu rồi giọng ca thì cũng ngày vui, cũng xin hát tặng quý ông bà cùng toàn thể anh chị em một bài Tất Cả Là Hồng Ân. Tất nên con có gì mà giữ riêng mình, tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung, vì mỗi ngày con biết chia sẻ. Con sẽ là đầy tớ vui. Xin cho chàng một tràng pháo tay. Vâng, vui quá là vui thì phải xin cho một nụ cười nữa. Vâng, nhưng mà anh em, vâng, rất là vui. Giờ xin được họ Khê Câu mừng cha thánh Gioan Đạo hôm nay xin được bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn tất cả những bà anh chị em cùng tất cả các bạn trẻ ở các nơi trong giáo xứ, cũng như là đặc biệt là các bạn trẻ ở các giáo xứ giáo huyện xung quanh chúng ta đã về đây. Và bây giờ sẽ là tiết mục Hãy Ra Đi Nhưng Lên Đường, là tiết mục Lên Đường Với Đức Kitô do toàn thể các bạn thiếu nhi trung lương ạ. Mời quý cộng đoàn dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xứ Tiêu Thượng. Các bạn đang ở đâu ạ? Mời các bạn lên sân khấu với Vũ Cúc, Hãy Ở Lại Trong Tình Yêu Của Thầy. Cha là Thiên Chúa tình yêu, Cha đã kêu gọi và sai chúng con đi, ra đi thực hiện hoạch định lòng thương xót của Cha cho đời. Xin hãy hồi sinh trong con để ước muốn dâng hiến cuộc đời này như Chúa Kitô đấng cứu đời, để làm vinh danh Cha và cứu rỗi thế giới. Xin Thánh Thần tình yêu hướng dẫn chúng con, từng cộng đoàn và cả hội dòng. Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban cho chúng xin con ơn sống đơn sơ thanh bần như Đức Nữ Trinh, biết chu tâm hành động của Cha trên trần thế. Trong tình yêu bên biết vô thắng mọi sự, trong tay Chúa quan phòng. Cha là Thiên Chúa tình yêu, Cha đã kêu gọi và sai chúng con. Hôm nay chúng ta quy tụ với nhau nơi đây để cùng mừng sinh nhật nơi thiên quốc của Cha Thánh Gioan Đại Đạo. Khê Câu chúng con là một dấu họ đạo nhỏ thuộc xứ Đồng.
đi hoặc ngay cái tư duy lý kỳ của bạn trong vị trí không là bằng bất kỳ sự gì mà không chỉ dùng để điều chỉnh. Tình vui trước đồ trần gian khi sinh thân để con người bình an xua tan có lớn đau đớn. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông thơm từ hôm sinh tươi reo vơi. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn và được đi tổ. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Anh em ơi hãy vững vàng bền tâm, nhìn ngang chút nghèo đường xa, mong bàn thêm sát sông niềm tin. Hãy phó thác cho là nguồn sự sống đưa ta đi, do không hẳn niềm quý lo. Tình yêu của ngài để dù bước trên con đường dài ta không chỉ mà phải ngại trông gai trương mang cùng với trái bay dù khó khăn bất kỳ ai ta vẫn không bao giờ sợ hãi cuộc sống là chân thật đi hoặc ngay cái tư duy lý kỳ và bắt khắp mọi vị trí không lo bằng bất kỳ sự gì và không chứng minh điều gì hãy luôn nhớ rằng chỉ Chúa đã cho ta ra đi. Rồi có những điều hiển nhiên mà tình yêu vẫn chưa hiện diện. Đoàn tình vui trước đầu trần gian khi sinh thân để con người bình an xua tan có lớp nào đằng nào. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông thơm từ hôm sinh tươi reo vơi. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn và được ghi tổ. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn năm. Thêm sắc son niềm tin, hãy phó thác cho là một sự sống đưa ta đi, dẫu không hẳn niềm vui lo chi, ngày sẽ bước ta cùng đi. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông thơm từ hôm sinh tươi reo vơi. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn và được ghi tổ. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn năm. Đồng lúa mênh mông thơm từ hôm sinh tươi reo vơi. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn và được ghi tổ. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Nên đời nhân chứng ta truyền giao tin mừng muôn nơi. Cùng chung tay hát xây con đường phục vụ. Dù trong gai ta sẽ vai ngày dài. Lòng miệt mài
mừng nhóm giới trẻ giáo xứ Tiêu Hương ạ. Và khúc mang tên khúc ca tạ ơn. Xin mời các bạn. Đời con là những nước đàn tiên Chúa tư dựng nên.
La 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 la
sương phim đầm ấm cả nhà khách có trên giường mẹ ra xa ngồi chăm la. Là nơi có buồn phiền vì anh hai cảm nắng bởi tình vô thuốc ra liền mà thương con nhiều lắm la 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 la. Chúng ta sẽ chia nhau suốt đời, chẳng có ai sẽ ra.
bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi soi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bao tan không ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con vươn tới khắp đèo đường thế gian. Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa, ngầm ánh sáng yêu thương. Chờ ăn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vương. Đưa bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bao tháng không ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con vươn tay khắp nẻo đường thế gian. Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa, ngầm ánh sáng yêu thương. Trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Soi soi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, giác khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con vươn tới khắp nẻo đường thế gian. Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa, ngầm ánh sáng yêu thương. Trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Đường con đi theo Chúa, sô tràn thánh thể cực linh cao sang, đất trời nguyên thiêng là vàng. Hào quang chốn người bánh thanh cho đời, cùng mẹ con cùng chim Chúa trời. Người nữ thánh thể Maria, người nữ thánh thể cùng lòng chính trong mẹ cứu mang con đứng Chúa trời. Sa mạc đời con bơ vơ, sóng chiều phủ lấp con thơ. Mẹ đang ngóng chờ con bên nương nhờ, tình mẹ bao la không bên bờ. Người nữ thánh thế Maria, người nữ thánh thế cùng lòng chính trong mẹ thương mang con đứng Chúa trời. Người nữ thánh thế, mẹ là ba người nữ thánh thế cùng con.
thiên đường lòng con trông mong, thân lương nuôi hôn ai nghèo ai đói dặm trường. Ôi mẹ là vang chinh vương, nhu lòng con đáng tư vương, nguyện yêu suốt đời thanh thế ngồi lời cùng mẹ, con luôn yêu mến người. Sau khi chịu chức linh mục ít lâu, cha Gioan Đạt được bề trên cử về giáo xứ Thảo Nho nay thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Thế nhưng cha con gắn bó yêu thương chưa được bao lâu thì tai họa ập tới. Ngày 7 tháng 1 năm 1795, Thái sư Bùi Đắc Tuyên là cậu của vua Cảnh Thịnh thời đó, rất ghét những người theo đạo, nhất là các vị linh mục, đã nhân danh vua Cảnh Thịnh ra hai sắc luật chấn chỉnh lại việc thờ Khổng Tử và các thần Phật, đồng thời ngăn cấm đạo Công giáo, quan nha khắp nơi tìm kiếm các cha để bắt, triệt hạ nhà thờ, nhà xứ, trường học. Những ai theo đạo thì phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị xử tử. Dấu chỉ công khai từ bỏ đạo là người ta phải bước qua cây thánh giá Chúa Giêsu, ngài phải lên rừng trốn, và khi có cơ hội vẫn lén về ban các bí tích cho các tín hữu. Ngày 14 tháng 7 năm 1798, cha vừa dâng lễ mồ tại nhà ông trùm mới thì quân lính xông vào. Cha có thể trốn thoát nhưng cha không đành lòng, vì ông trùm mới cũng có một số tín hữu bị tra tấn. Bởi họ tìm thấy đồ lễ trong nhà nên cha đã tự nguyện ra trình diện để họ bắt, với ước mong những con chiên sẽ được tha. Quan nha áp giải cha và mấy người về đình Đăng Nha, thập hóa giam cầm. Những ngày trong tù, cha thường xuyên khuyên bảo mọi người trong tù giữ vững lòng tin. Ngay cả những giáo dân thường xuyên tới thăm cha, cha cũng dùng lời lẽ chân thành mà khuyên bảo, chỉ phải sống sao cho phải đạo làm con Chúa Trời. Quan triều đình vẫn ngon ngọt dụ dỗ cha bước qua thánh giá Chúa để được thà. Thậm chí quan triều đình còn cho người sắp nách cha qua thánh giá. Cha sắp mình phủ phụ trước thập giá, khiến quân lính không sao kéo cha qua được. Ngày 13 tháng 10 năm 1798, ông hoàng đệ kết án tử hình ngài theo lệnh vua để làm gương cho kẻ khác. Cha đã hân hoan loan báo tin vui này cho các bạn tù, vì thấy mình được vâng theo thánh ý Chúa. Nguyện ước cuối cùng của cha mong được xưng tội rước lễ lần cuối. Cha huấn ở xứ Mật Bắc, gần đó đã cả trăm thành bạn học với cha để vào thăm cha. Cha đã xưng tội với cha huấn và rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, và giờ đây cha chỉ mong ngày hồng phúc mau đến. Ngày 28 tháng 10 năm 1798, quan quân dẫn giải cha ra chợ Nạ, chợ Rạ, nay Hoàng Trung, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Lời cuối cùng cha nói với các tín hữu: hỡi anh em giáo hữu, chúng ta phải giữ 10 điều răn Chúa trước hết. Sau đó, chúng ta cũng có bổn phận phân phục lệnh trên của các bậc vua quan, nhưng chỉ được vâng phục trong những điều này, điều hợp lý mà thôi. Khi ấy đã quá giờ ngọ, tiếng quan ra lệnh trả. Thank you.
sứ mệnh người cùng tử nơi trần thế ở tuổi 33 mà chưa tròn một năm trong sứ vụ linh mục, cha được an táng tại giáo xứ Phước Nhạc Phát Diệm. Đời sống của cha Doan Đạt là gương mẫu sáng ngời về tình yêu, yêu lý tưởng, cha hiến thân tu hành, yêu anh em, cha tự nguyện nộp mình, và yêu Thiên Chúa, cha hiến dâng chính mạng sống vô giá không thương tiếc. Thi hài vị tử đạo được đưa về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc Phát Diệm. Đức giáo hoàng lê ô tám tri tôn cha lên bậc chân phúc ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong cha lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Xin trọng kính cha xứ, xin cảm ơn tất cả cộng đoàn và thanh niên thế giới trẻ. Hôm nay các cháu đã đến cổ vũ cho mừng thánh lễ Gioan Đạt thì họ thê câu xin được cảm ơn và thấy rằng là không năm nào vui như năm nay. Thật là xin một tràng vỗ tay để cổ vũ các cháu. Nồi lửa lên.
cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hãy chối lại cho chúng con ý thức mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã bỏ mình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một ngày dùng tín đến yêu ý thức kỳ diệu này. Thank you.
Mình đi theo thần linh muôn đời
tiếng cười. Hãy gieo trong lệ sầu sẽ gặp trong vui sướng. Hãy gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Thank you.
đường dài âm u bóng tối
lòng luôn xuyên sao từng đêm, đường chân gian nan dặm muôn lối trong ngày, mịt mờ tương lai xa tít chân bay, ngước trông lên cao Chúa ở nơi nào có hay tình con vẫn luôn thủy chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa. Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước Việt Nam chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển đầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ đức tin có Chúa chúng con. Ta tri ân anh đã đây hôm nay 28 tháng 10, máu hồng ngày tuôn thêm tươi thanh ra không bước chân qua. Cha ra đi sinh tính mang đền ơn Thiên Chúa ngôi thánh vinh quang do ta thường lấy làm. Với các em dâng lời tạ ơn Đức Mẹ của tháng Mân Côi qua các bài hát dâng hoa của các em.
mời quý cha cộng đoàn an toàn. Vâng, hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với toàn thể giáo xứ Trung Lương, đặc biệt là đối với giáo họ Khê Câu chúng con. Tuy rất nhỏ bé nhưng là quê hương của cha thánh Gioan Đoàn Viết Đạt của chúng ta. Chúng ta vừa đi rước cùng anh ông thánh, cùng tạ ơn Đức Mẹ cuối tháng Bân Côi. Đặc biệt chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Chúa thương ban cho giáo họ Khê Câu chúng con có một vị thánh vâng nổi danh của giáo hội hoàn cầu, mà hôm nay toàn thể giáo hội hoàn cầu mừng kính lễ cha thánh đản. Vâng, đó là giáo hội Việt Nam rất là vinh dự có 117 thánh tự đạo, nhưng giáo họ Khê Câu chúng con cũng có một vị thánh vào, nên là chúng con rất là tự hào và vinh dự. Và hôm nay rất là đặc biệt hơn nữa là có cha Paulo Nguyễn Hữu Hiệp, giám quản giáo xứ Đồng Chuối. Vâng, con muốn nói là Đồng Chuối tiêu tượng là giáo xứ cổ của giáo họ Khê Câu chúng con đây. Đây là chúng ta nổ tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha Paulo. Vâng, vâng, cha Paulo giáo xứ mẹ đang coi sóc giáo xứ mẹ của chúng ta, giáo Chuối thượng rất là đặc biệt. Vâng, vì cha thánh đạt là cha của Khê Câu và là tạ ơn Đức Mẹ, chúng ta trước hết nổ một tràng pháo tay thật lớn cho chúng con. Và chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các hội kè nổi trống, các hội đoàn trong chúng con nổ một tràng pháo tay nữa để chào đón. Tôi là bạn, tôi nhiều trong tư tưởng, tôi nói nghiệp là
xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mình và yêu thương và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng được những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sống và hiện Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, nên muôn cổ muôn đời. Amen. Và chính ta đã nghe tiếng họ kêu con, ta
tông đồ gửi đến hữu Thessalonica. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em, và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời giao giảng giữa bao dân truân với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ đi đạo trong xứ Macedonia và Asia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Asia, mà còn trong mọi nơi. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm là gì nữa. Vì người ta thuật lại trong việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, làm sao để cùng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trong đời con của người từ trời mà đến, đấng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại là Đức Giêsu, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn tình nộ sắp đến. Đó là lời Chúa. Và trung thành cho đến cùng là nguyên cái đấy đáng để người đời ngưỡng mộ.
Đấy, cho nên hôm nay là chúc mừng giáo hội cái câu với lại cha xứ của chúng ta có một người đáng quý và đáng trân trọng như vậy, một nhân cách lớn. Đó, thế thì mưa thì cũng có cái hay, đó là chúng ta thấy ở vào đây mình thiếu bốn đủ thứ, đúng là ngồi ngồi đất, đấy, loa đấy thì kém rồi, thế mọi người chen nhau. Thế thì đấy lại là một cái hay của mình là ép ông Thánh, nha, ông Thánh là xin Chúa, sau đó nhà thờ nó rộng lắm, để chúng ta xin ơn. Thế cũng giới thiệu bài chị em là ở trên Tiêu Động Thượng, Thánh Phêrô Hiếu, mà vừa sinh sau Thánh Loan Đạt. Nhưng mà Ngài cũng làm nhiều hơn đó. Đấy, cứ thiếu tiền thì đến Ngài lại có. Ngài ở trên đấy có biển danh cả đại gia. Chúng ta ở đây nhá, chạy đến với lại Thánh Loan Đạt. Chúng ta thấy là Ngài có khi lại còn gặp vội hơn Thánh Phêrô Hiếu, làm phép lạ còn nhiều hơn. Đúng là thế thì chia sẻ các bạn chị em một chút, nhưng mà vừa chuyện vui thôi, nhưng mà vừa là chuyện rất thật, đó là chúng ta đừng có đi đâu xa. Và con đã bảo bà con Tiêu Động Thượng không phải đi đâu, ông Thánh là mình cứ đến để xin, ông Thánh là người nhà mình xin nhiều hơn lắm, bà ơn cho đó là ước mong sao đó nha. Thế là chúng ta luôn luôn cứ chạy đến ông Thánh. Thế vì cha xứ vừa nãy nói bảo mình hôm nay không ngờ sao có đông người, bảo đông chi các thánh tử đạo thì các ngài là phép lạ này, đông người sang năm cha làm to nha, đồng ý không ạ? Sang năm làm to, làm ban ngày buổi trưa chắc chắn là trời không mưa được, mời nhiều cha đến chúng ta nâng tầm một thánh lên, đó là điều vinh dự lắm. Ngay cả Tiêu Động Thượng rồi là cũng rất là vinh dự, mỗi lần có khách đến là cũng phải giới thiệu là Thánh Loan Đạt đã từng là tu học rồi, các chú quý lắm. Thì một chút, thế thì bây giờ hôm nay chúng ta trở lại với lại lời Chúa của trong Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật 30 thường niên. Thưa bà anh chị em, bây giờ bất kể bất chợt một lúc nào đó có một ai đó hỏi chúng ta một câu hết sức là căn bản, hỏi rằng á, đạo của anh, đạo của ông, đạo của anh chị em, hay là đạo của bạn, hay là đạo của anh là đạo gì và đạo như thế nào, thì chúng ta có thể trả lời ngay và không phải suy nghĩ đắn đo gì hết, đó là gì? Đạo của chúng tôi là đạo yêu thương. Không phải đắn đo, trả lời ngay. Đạo của anh là đạo thương và đạo yêu thương. Yêu Thiên Chúa và thương con người. Thương con người như chính bản thân mình. Và yêu Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự. Điều ra đấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều ra đấy. Ông bà anh chị em chúng ta để ý ở chỗ này, đó là chữ phải. Lời của Chúa nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, ngươi phải yêu người thân cận. Điều đó có nghĩa là đây là một lệnh truyền buộc chúng ta phải thi hành, chứ không phải là một lời khuyên hay là một nếu không thi hành ta sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả tương xứng. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu tới ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu, cơn giận của ta sẽ bốc lên, ta sẽ cầm gươm chém giết các ngươi, thế là vợ các ngươi sẽ thành quả mùa và con các ngươi sẽ thành côi cút. Đó là lời Đức Chúa phán, lời hết sức nghiêm túc. Thế thì cụ thể trong thực tế, bây giờ chúng ta hiểu thế nào là yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người ta như chính mình sao? Thứ nhất, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì người khác. Nghĩa là hy sinh ngay cả mạng sống mình vì Chúa và vì người khác, thì đó chính là cái dấu chỉ cho thấy ta đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự và thương yêu người ta như chính mình. Cho mình thì ta cũng hãy ra sức làm cho người ta, và ngược lại, tất cả những gì mà ta không muốn người ta làm cho mình thì hãy cố gắng tránh, đừng gây ra cho người ta điều ấy. Đó là nguyên tắc vàng để xác định cho chúng ta thấy thế nào là mến Chúa trên hết tất cả và thế nào là yêu thương người ta như chính bản thân mình.
dù mồ côi cha từ nhỏ, nhưng do An Đạt lại hết sức đạo đức, yêu mến Chúa hết lòng. Điều đó thể hiện rõ ràng qua việc quyết tâm hiến thân làm linh mục để toàn tâm, toàn ý phục vụ Chúa và cứu vớt linh hồn anh chị em. Rồi khi làm linh mục, Ngài đã trở nên một vị mục tử tốt, noi gương Chúa Giê-xu. Mới về xứ là xứ Hào Nho, Ngài đã hết sức lo lắng cho các tín hữu và được mọi người rất quý mến. Cha chính địa phận lúc ấy đã nhận xét về cha Gioan thế này: cha Đạt có nhiều nhân đức, nhất là đức tuân phục và khó nghèo. Cha luôn chu toàn mọi bổn phận, nên đức cha và các vị thừa sai đều quý mến. Lời cha giảng có sức mạnh đặc biệt, có sức thuyết phục lòng người. Chỉ một con người có lòng mến Chúa đặc biệt và thương yêu mọi người thực sự mới có được những phẩm chất đáng quý ấy. Tuy nhiên, trong cuộc bắt bớ và tu đày của cha thánh, ta mới thấy được cách hùng hồn lòng mến Chúa yêu người của cha. Chuyện kể một hôm cha vừa hoàn tất thánh lễ an táng tại Tư Gia thì quân lính ập tới. Giáo hữu đưa cha ra sau nhà và chỉ lối cho cha thoát thân. Thế nhưng cha không đành lòng bỏ rơi họ mà ra đi, vì lúc ấy lính đã tìm thấy chén thánh và áo lễ và biết rằng là chủ nhà đã chứa chấp nên tra tấn chủ nhà, ông trùm và một số các tín hữu khác. Như Đức Chúa Giê-xu xưa yêu cầu quân Do Thái để các tông đồ được an toàn, thì cha Gioan Đạt lúc ấy cũng tự nguyện ra trình diện để khỏi liên lụy đến mấy người kia. Ngài nói: vẫn biết là tôi có thể trốn thoát, nhưng mà như thế thì anh em sẽ phải gặp hoạn nạn. Quân lính trói cha lại rồi đánh đập tàn nhẫn cùng với thầy Tâm và ba vị trong ban chức giáo xứ. Các giáo hữu ở đó cậy đông người dùng sức mạnh giải vây để cứu cha, nhưng mà cha đã biết ý họ, cha đã cảm lại: cứ để cho tôi vâng theo ý Chúa, anh chị em ở lại bình yên, trung kiên giữ đạo, nhớ cầu nguyện cho tôi được vững cho đến cùng. Rồi khi ở trong tù, cha Đạt khiến cho mọi người thực sự bỡ ngỡ vì thấy cha luôn cứ bình tĩnh vui vẻ. Khi các tín hữu đến thăm và khóc thương, cha nói chuyện vui cho mọi người bớt ưu sầu và an ủi khích lệ họ. Cha nói: tử đạo là phúc cao trọng, an nam ta chưa được mấy người, nếu được tử đạo tôi mừng lắm. An Nam tức là nước Nam ta, và lúc Ngài tử đạo năm 1798 thì vẫn còn chưa nhiều đâu, vì sau này mới nhiều. Lúc ấy Ngài nói là chưa có nhiều, chứ ơn trọng á, Ngài ước ao được ơn như vậy. Ông bà anh chị em, ngày nay chẳng thấy ai trong chúng ta nói được những câu như thế và tỏ được những tâm tình đáng quý như cha. Trước khi chịu sự chẳng, cha khuyên các giáo hữu là Kitô hữu, chúng ta phải vâng lệnh vua quan trong những điều hợp lý, nhưng mà trước hết là chúng ta phải tôn trọng luật Chúa. Liền sau đó, một hồi chiêng vang lên, mọi người lùi ra xa, Lý Hình vung gươm kết liễu cuộc đời vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết và can đảm. Giáo hữu và lương dân đều xuống lại thấm máu vì anh hùng đức tin. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1798. Khi đó cha Gioan của chúng ta mới 33 xuân xanh, với chưa đầy một năm phục vụ Chúa trong thiên chức linh mục.
anh chị em thân mến, như thế Thánh Gioan Đạt là một chứng nhân hùng hồn đã sống trọn luật mến Chúa yêu người mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Nhờ đã sống trọn đạo yêu thương như thế mà cha Gioan đã đạt được vòng hoa chiến thắng dành cho bản thân, đã đem lại vinh quang cho Chúa, cho hội thánh, cho quê hương, cho đất nước, đã đem lại những điều tốt lành cho bao người. Chẳng những thế mà vì đã sống trọn đạo yêu thương mà từ lòng đất mẹ đây đã trổ sinh biết bao tín hữu, để ngày nay nước Việt ta có một hội thánh sinh động, thánh thiện và đang ngày đêm sống đạo yêu thương, đem những hoa thơm trái ngọt cho đời. Anh chị em thân mến, là con cháu của các thánh tử vì đạo, chẳng có gì vinh danh các ngài, cho bằng hãy sống xứng đáng như các ngài đã sống, yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và thương tất cả mọi người như chính bản thân mình vậy. Và xin nhắc lại, đây không phải là một lời khuyên hay là một lời mời gọi, mà đó là luật, nhưng lại không phải là luật vô lý, mà đó chính là con đường cứu thoát chúng ta. Tất cả những ai sống trọn đạo yêu thương sẽ được người người quý mến, được Thiên Chúa yêu thương và chào đón chúng ta nơi vinh phúc cùng với Thánh Gioan. Amen. Tôi tin tin một Thiên Chúa, người cha Chúa,
vân giáo huấn của Đức Kitô để có thể sống trọn tinh thần với Phật này. Chúng ta cần được Thiên Chúa thanh thuyền và củng cố. Vậy chúng ta hãy kiên tốn dâng lời xin ơn Đức Chúa ngày càng thắp gần lời Chúa. Xin Chúa dạy các Kitô biết thánh hóa cuộc sống hàng ngày của mình trong tình yêu. Con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho con người trong thế giới hôm nay được vui sống. Xin Chúa ban cho các dân tộc biết thực hành tinh thần tương thân tương ái. Chúng con cầu xin Chúa. Hiến thân vì ích chung được nâng đỡ, xin Chúa chúc lành cho những phần phục của người và làm thân thiết nhiều phần phục của người. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho mỗi người chúng ta biết lỗ lực thương trong cách cư xử với anh em. Xin Chúa luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến thân phận yếu hèn của mình mà có thái độ dịu hiền khiêm tốn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con chúc tụng Cha vì đã sai Đức Kitô đến trần gian để nhờ người và chúng con được biết Cha. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện để với ơn Chúa chúng con đủ sức thực hành giáo huấn của con Cha, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Thank you.
của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ gọi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tế tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa, nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các anh, chúng con tuyên xưng Chúa và ân quan tung hô rằng:
lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mê, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con cùng toàn thể Hàn giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em, chúc con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn vinh Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, thánh Gioan Đạt và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng này Chúa yêu thế mà theo thể Đức Người dạy chúng ta rằng.
để nhờ thánh lễ tưởng niệm khi cô chịu thương khó, chúng con được sống lại với người, thêm sống và hiển trí cuộc đời. Amen. Chưa cùng anh chị em. Cảm ơn Đức Mẹ, và đặc biệt là hôm nay là ngày lễ quan thầy Thánh Doan Đạt của giáo họ Tây Câu cho con. Trước hết, con xin thay lời cho tổng đoàn giáo họ Tây Câu cảm ơn cha Paulo rất là nhiều. Ngài tư vấn rất là nhiều công việc, sáng nay cũng đã dâng hai thánh lễ, và hôm nay là đưa cùng là đồng tế đưa cha sứ Tiêu Hạ về nhận sứ. Và con đã mời Ngài và xin Ngài chia sẻ. Ngài đã nhận lời và đến chia sẻ với cộng đoàn và đến dân linh lễ cầu nguyện đặc biệt cho giáo họ Tề Câu giáo xứ Trung Lương chúng con. Chúng con xin kết bạn cảm ơn Trần. Đây là thì cha Đức cũng có về để cùng chia vui, chia sẻ với giáo họ ở chúng ta. Vì Ngài không có về được, vì Ngài không nhờ được lễ, vì đây là lễ chiều thứ bảy, rất là bận. Nên là Ngài có gửi lời thăm đến tất cả những bạn chị em, và lớp của Ngài là lớp K07, và tất cả các cha thì cũng đã biết được tin giáo họ Tây Câu sửa sang lại khuôn viên để thân thánh Đức Mẹ rất là khang trang đẹp. Nên là các Ngài rất là vui, và khi thấy chúng ta cũng rất là khó khăn vất vả, nên là mỗi một cha cũng ủng hộ cho giáo họ chúng ta 1 triệu, nên là chúng ta được 45 triệu, và tôi cũng vừa nhận xong. Giờ chúng ta là một chàng có tay một cá nhân tất cả các bạn, và đó là cái niềm vui và ơn ông thánh xuống cho giáo họ chúng ta thật là trang trào rất là nhiều. Nên là khi chúng ta làm để ông thánh phục viên ông thánh với mẹ thì chúng ta thấy được ơn phúc. Và đặc biệt hôm nay chúng ta thấy đoàn rước rất là đông, rất là vui đó. Rồi ngày hôm qua chúng ta đã tổ chức chương trình văn nghệ mừng ông thánh nữa, nên đấy, cái đó là cũng thể hiện cái sự trưởng thành của chúng ta và ơn ông thánh xuống trên mảnh đất này. Chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Và lần nữa là chúng ta tìm ra điều đó để chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn ông thánh. Thì cũng như tôi đã nói là khi mà chúng ta có khuôn viên đẹp thì chúng ta sẽ để chuẩn bị chúng ta đón mừng kỷ niệm ngày sinh nhật 225 ông thánh vào năm tới. Vâng, thì muốn là sẽ mời Đức Hồng Ly và quý cha sẽ mời đông đảo các cha về để chúng ta mừng kỷ niệm thánh tròn 225. Chúng ta có đồng ý không? Và chúng ta nổi tràng hóa tay nữa để chúng ta chuẩn bị. Vâng, vì ông thánh của chúng ta trong cả miền chúng ta đây không phải là có nhiều đâu. Cả miền của chúng ta thì có cha Thánh Đạt và có ở chỗ tiểu thượng là có ông Thánh Hiếu. Vâng, và Thánh Vân thì là bên sông. Vâng, nhưng mà cha Thánh của chúng ta là cha Thánh rất là đặc biệt. Nên là như vậy, hơn nữa là gió họ nghèo, là do họ trong một cái nơi rất là hẻo lánh như này thì cần đến lời cầu nguyện, rồi cũng như là những sự động viên khích lệ khi mà chúng ta đến mừng ông thánh. Như là cha Paulo chia sẻ, chúng ta không phải đi đâu hết, và ông thánh sẽ làm cái lạ cho chúng ta. Vâng, như là cha Thánh Tùy năm vừa rồi tôi cũng đi, mưa như mưa, vâng, hồng đất như mưa như mưa, mưa mưa tầm tã, mưa kinh khủng. Chúng ta đây cũng có một chút mưa, chắc là cũng chia sẻ cái ngày đó. Thế là chắc là cái hồng ân mà Chúa xuống, và ông thánh là cái hồng ân xuống như mưa để sáng năm chúng ta sẽ được ông đánh và cái quan trọng một cái nhiều hồng phúc hơn nữa. Vâng, qua mấy lời tâm tình như vậy, trước hết là xin cảm ơn cha, cảm ơn tất cả
các hội đoàn, đặc biệt là hội trống, hội kèn, tôi như là tất cả yêu và mái che các hội đoàn ở đây chung chia cái niềm vui cái ngày lễ quan thầy, đặc biệt với giáo họ cây câu nhỏ bé rất là ít hỏi người, để chúng ta thêm lời cầu nguyện động viên khích lệ cho giáo họ cây câu, cho cầu nguyện cho tất cả dân làng cây câu này để luôn luôn sống hiệp nhất yêu thương nhau cùng con một cụ thánh. Vâng. Và với tất cả những tâm tình như vậy thì cũng muốn nói nhiều nhưng không nói được vì cha Paulo cũng chuẩn bị về để công việc và chuẩn bị cho thánh lễ tiếp theo nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn quý cha cũng như là tất cả các phần đoàn dân chú qua lời chuyển cầu của cha thánh Doan Đạt. Xin Chúa ban tôi để muôn phúc này xuống quý cha tất cả quý bà và nhóm chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Yeah.
Kính thưa các ông bà, cùng các cô dì chú bác, cùng toàn thể các anh các chị, dòng thời gian cứ chảy dài vô tận theo năm tháng của cuộc đời. Mới tuổi nào chúng con được sinh ra trong vòng tay của mẹ cha, mẹ đã trưởng thành và khôn lớn, sở hữu chúng con có được niềm vui của tổ tiên như cha mẹ sống hợp với trời. Hôm nay chúng con vô cùng vui mừng được cha xứ cùng cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho cha mẹ chúng con kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Kính thưa cha mẹ, tình cảm của cha mẹ luôn dành cho chúng con, tình cảm đẹp nhất và trường tồn nhất cho cha mẹ luôn cho chúng con niềm tin yêu vững vàng, dù có khó khăn vất vả nhưng cha mẹ luôn dành cho chúng con biết sống, lo cho chúng con, cho cháu. Cha mẹ luôn thần thảo và không sợ gian khó để thể hiện tình cảm của chúng con dành cho cha mẹ. Hôm nay chúng con dành cho cha mẹ bó hoa tươi thắm, cầu chúc Chúa ban ân ban cho cha mẹ sức khỏe, sống vui, tất cả cô dì chú bác và các anh chị sức khỏe dồi dào và bình an. Con xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất là vui mừng hôm nay chúng ta mừng ngày quan đầy lễ ông Minh Anh, sinh nhật trên trời rất là tuyệt vời. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm kim cánh lưới vàng của hai ông bà. Chúng ta nộp một tràng pháo tay để chúc mừng hai ông bà. Vâng, hôm nay có thể là ông bà kỷ niệm là ngày cưới của mình, và mỗi một ngày cưới có thể có khi lớn hơn ngày cưới của năm trước. Vâng, con cái và con dâu, con trai có những món quà rất là đẹp để tặng hai ông bà trong cái ngày đặc biệt hồng phúc này. Thật là hiếm, vâng, kỷ niệm kim cánh rất là ít. Một lần nữa chúng ta nói chào mọi người để chúc mừng. Cầu chúc cho ông bà luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên xung quanh, bên con cái, cháu chắt. Thì có cả một cái hộp hộp vàng nữa. Cầu chào mọi người để chúc mừng hai ông bà. Vâng, để tạ ơn trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, ta ơn Chúa, cảm ơn ông Đánh và chúc mừng gia đình nhé. Cảm ơn gia đình ngày đã tổ chức một bữa cơm rất là. Cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài đã cho con bao phước ơn lành trong ngày tháng qua. Con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài đã cho con tổ ấm gia đình, bạn bè mến thương. Hôm nay con về đây như người con hoang đàng xưa, để xin tha lỗi vì tội con đã phạm đến trời đến cha, để cảm tạ Ngài vì đã
cha thương nhận con như chưa bao giờ phạm lỗi, để con cùng Ngài ra đi khắp đường chân, nhân chứng cho Ngài là Chúa đất trời. Con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài đã cho con trời đất muôn vật muôn màu xinh tươi. Con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài đã giúp con biết quý đất trời tuyệt vời của Cha. Hôm nay con về đây như người con hoang đàng xưa, để xin tha lỗi vì tội con đã phạm, đến trời đến Cha, để cảm tạ Ngài vì đã thương nhận con như chưa bao giờ phạm lỗi, để con cùng Ngài ra đi khắp đường chân, nhân chứng cho Ngài là Chúa đất trời. Con xin cảm ơn Ngài, con xin cảm ơn Ngài đã giúp con cuộc sống an bình trong ngày tháng qua.